Xin chào cả nhà nha. Vậy là chúng ta đã trải qua hành trình 4 ngày thực hiện lòng biết ơn rồi. Mọi người đã có thay đổi như thế nào chưa? Hãy comment xuống dưới video này để cho Hiệp biết nhé. Và ngày hôm nay thì là chúng ta sẽ bước sang ngày thứ 5 là tiền bạc nhiệm màu. Một chủ đề rất là hay đúng không nào? Chúng ta sẽ dở đến trang thứ 5, trang thứ 65 nhé, trong cuốn sách The Magic. Rồi và Hiệp sẽ tiếp tục đọc cho mọi người để nắm được nội dung và sẽ tiếp tục nói lên cái nhiệm vụ trong ngày thứ 5 này nhé. Người biết ơn luôn đủ đầy, kẻ phàn nàn mãi thiếu thốn. Nếu trong cuộc sống bạn thấy thiếu thốn về tiền bạc, thì hãy nhớ rằng cảm giác lo âu, ghen tị, đố kỵ, thất vọng, chán nản, nghi ngờ hay sợ hãi về tiền bạc sẽ không bao giờ khiến bạn có được nhiều tiền hơn, bởi vì những cảm xúc ấy đến từ việc bạn không biết ơn tiền bạc. Phàn nàn về tiền bạc, cãi nhau về tiền bạc, chán nản về tiền bạc, phê phán về số tiền bạn phải trả cho thứ gì đó, hoặc khiến ai đó cảm thấy tiêu cực về tiền bạc, tất cả đều không phải là lòng biết ơn, và tình hình tài chính của bạn sẽ không bao giờ được cải thiện, chỉ có thể tệ đi mà thôi. Do tình trạng hiện nay như thế nào thì chính ý nghĩ rằng mình không có đủ tiền là biểu hiện của sự vô ơn đối với tiền bạc bạn đang có. Bạn càng phải thôi nghĩ về hiện tại của mình và càng thấy biết ơn số tiền mình đang có. Như thế thì tiền bạc trong cuộc sống của bạn sẽ gia tăng một cách nhiệm màu. Người nào đó đã có sẵn lòng biết ơn đối với tiền bạc sẽ được ban tặng thêm, và anh ta hoặc cô ta sẽ có dư giả đủ đầy. Người nào đó không có sẵn lòng biết ơn đối với tiền bạc thì những gì anh ta hoặc cô ta đã có sẽ bị tước đi. Cảm thấy biết ơn đối với tiền bạc khi chỉ có một số ít tiền là một thử thách mà bất cứ ai. Nhưng trong một khi hiểu được rằng mọi thứ sẽ không thay đổi cho đến khi bạn cảm thấy biết ơn, thì bạn sẽ có động lực để làm điều đó. Vấn đề về tiền bạc có vẻ hơi nhạy cảm với khá nhiều người, đặc biệt khi họ không có đủ tiền. Vậy nên có hai bước trong phương pháp tiền bạc nhiệm màu. Điều quan trọng là bạn phải đọc qua những nội dung trong phương pháp tiền bạc nhiệm màu vào đầu ngày, bởi vì bạn sẽ tiếp tục thực hiện phương pháp này trong suốt hôm đó. Hãy ngồi xuống và dành vài phút để nghĩ về tuổi thơ của bạn. Khi bạn chưa có hay chỉ có rất ít tiền, hãy nhớ lại những ký ức mà trong đó tiền bạc được người khác chi trả giúp bạn. Sau đó nói và cảm nhận từ kỳ diệu cảm ơn bằng cả tấm lòng đối với một kỷ niệm ấy. Bạn luôn có đủ thức ăn để ăn không? Bạn có sống trong một căn nhà không? Bạn có được đi học trong nhiều năm không? Bạn đến trường mỗi ngày bằng phương tiện gì? Bạn có sách để học, có bữa trưa hay có những thứ cần thiết khác ở trường không? Bạn có từng được đi nghỉ khi còn nhỏ không? Món quà sinh nhật thú vị nhất mà bạn từng được nhận là gì? Bạn có xe đạp, đồ chơi hay thú cưng không? Bạn có được mua quần áo mới khi cơ thể lớn lên một cách nhanh chóng không? Bạn có đi xem phim, chơi thể thao, học nhạc cụ hay thực hiện một sở thích nào đó không? Bạn có đi đến khám sức khỏe, đến khám bác sĩ và uống thuốc khi bị bệnh không? Bạn có đến gặp nha sĩ không? Bạn có những nhu cầu yếu phẩm hàng ngày không, như bàn chải, kem đánh răng, xà phòng, dầu gội? Bạn có xem tivi, gọi điện thoại, dùng bóng đèn, điện hay nước không? Tất cả những điều này đều tốn tiền, và bạn đã nhận được tất cả chúng mà không phải trả bạn đồng nào. Khi bạn nhớ lại những ký ức về thời thơ ấu và niên thiếu, bạn sẽ nhận được ra mình đã nhận được rất nhiều tiền từ những người vốn phải làm việc vất vả để làm ra chúng. Hãy biết ơn từng tình huống và từng ký ức, bởi vì bạn cảm thấy thực sự mình biết ơn với những khoản tiền mình đã nhận được trong quá khứ. Số tiền của bạn sẽ gia tăng trong tương lai, đây chính là sự đảm bảo từ quy luật của vũ trụ. Để tiếp tục thực thi phương pháp tiền bạc nhiệm màu, hãy lấy một tờ đô la ra và viết lên trên một mẩu giấy, dán lên tờ tiền đó với nội dung như sau: cảm ơn tất cả những khoản tiền tôi đã nhận được trong cuộc sống. Hôm nay, hãy đem theo tờ tiền nhiệm màu ấy, để nó trong ví, trong giỏ sách hoặc túi áo quần, ít nhất mỗi lần trong buổi sáng, một lần trong buổi chiều hoặc bao nhiêu lần tùy thích. Hãy lấy tờ tiền nhiệm màu ra và cầm nó trong tay, đọc những từ bạn đã viết với lòng biết ơn thực sự, cho sự đủ đầy về tiền bạc và bạn có được trong quá khứ. Cảm xúc của bạn càng thật bao nhiêu, càng nhiều bao nhiêu, thì phép màu sẽ thay đổi tình trạng hiện tại về tiền bạc của bạn nhanh chóng bấy nhiêu. Bạn không bao giờ biết được, bạn sẽ không bao giờ biết trước khi nào tiền của mình sẽ gia tăng, nhưng bạn sẽ thấy rất nhiều tình huống thay đổi và mang lại nhiều tiền bạc hơn.
bạn có thể tìm thấy những khoản tiền mà trước đây không hề biết, hoặc nhận được những khoản tiền mặt hay ngân phiếu bất ngờ, hoặc được giảm giá, hoặc hoàn tiền, hoặc giảm chi phí, hoặc nhận được nhiều sản phẩm vật chất mà thông thường phải tốn kém mới có được. Sau ngày hôm nay, hãy đặt tờ tiền nhiệm màu ở nơi bạn vẫn có thể nhìn thấy thường xuyên mỗi ngày để gợi nhắc bản thân biết ơn về khoản tiền đủ đầy mà bạn nhận được. Và cũng đừng quên rằng bạn càng nhìn vào tờ tiền nhiệm màu bao nhiêu lần thì bạn càng kích hoạt cho nhiều phép màu hơn. Càng nhiều lòng biết ơn với tiền bạc, đồng nghĩa càng nhiều tiền bạc. Nếu bạn nhận thấy mình đang có sắp sửa phàn nàn về vấn đề liên quan đến tiền bạc, có thể nói ra hoặc chỉ nghĩ trong đầu, thì hãy hỏi mình: tôi có sẵn sàng trả giá cho lời phàn nàn này không? Bởi vì chỉ một lời phàn nàn ấy cũng có thể ngăn chặn dòng chảy tiền bạc đến với bạn. Từ hôm nay trở đi, hãy tự hứa với chính mình rằng bất cứ khi nào bạn nhận được tiền, dù là tiền lương, tiền hoàn trả hay giảm giá, hoặc bất cứ thứ gì người khác cho bạn, bạn không phải tốn tiền mua, hãy cảm thấy thực sự biết ơn chúng. Trong mỗi tình huống này, bạn đều nhận được tiền, và mỗi tình huống đều là cơ hội để bạn sử dụng sức mạnh nhiệm màu của lòng biết ơn, từ đó gia tăng số tiền của mình để có thêm, thậm chí còn nhiều hơn số tiền bạn đã nhận được. Cái phương pháp để mà thực thi cái phương pháp nhiệm màu số 5 này thì thứ nhất là chúng ta vẫn thực hiện cái phương pháp là cảm thấy mình thật hạnh phúc vào mỗi buổi sáng. Thứ hai là chúng ta hãy ngồi xuống và dùng bút, có thể là bút các loại bút màu cũng được, để chúng ta sẽ nghĩ về tuổi thơ của mình, về tất cả những thứ mà mình nhận được mà hoàn toàn miễn phí này, để ghi lại. Và tiếp theo là chúng ta sẽ nhớ lại những ký ức mà trong đó tiền bạc được người khác chi trả giúp bạn này. Hãy nói và cảm nhận từ kỳ diệu cảm ơn bằng cả tấm lòng và đối với mỗi kỷ niệm ấy. Và tiếp theo ấy là chúng ta sẽ lấy một tờ đô la hoặc là một tờ tiền mệnh giá bao nhiêu cũng được, và mình sẽ viết vào một tờ giấy, nhé, với dòng chữ là cảm ơn tất cả những khoản tiền tôi đã nhận được trong cuộc sống, và dán vào tờ tiền đó. Và ngày hôm nay thì sẽ đem theo tờ tiền nhiệm màu ấy, và ít nhất là mỗi lần vào trong buổi sáng này, một lần vào buổi sáng, một lần vào buổi chiều, hoặc là bao nhiêu lần thì hãy lấy tờ tiền nhiệm màu đó và cầm trong tay, đọc những cái từ mà mình đã viết trên đó, và cảm ơn thực sự về sự đủ đầy về tiền bạc mà bạn đã cảm nhận được. Và ngày hôm sau ấy thì hãy đặt tờ tiền nhiệm màu ở nơi mà mình có vẫn thường xuyên nhìn thấy, hoặc nơi mình làm việc, hoặc là nếu như mình nội trợ thì có thể là đặt mình dán ở trong nhà tắm cũng được đó, thì để gợi ý nhắc nhở bản thân biết ơn về số tiền mà mình đã cảm nhận được ở trong cuộc sống. Và đừng quên là trước khi đi ngủ chúng ta hãy thực hành cái phương pháp là hòn đá nhiệm màu đây. Hãy cầm lấy nó và đếm điều tốt đẹp nhất ngày hôm đó nhé, trước khi đi ngủ. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở trong ngày thứ 6 nha. Xin chào.